Laptop gaming bây giờ càng ngày càng tốt hơn. Thay vì chỉ đơn thuần là một sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu chơi game, thì bây giờ laptop gaming hoặc chỉ ít là những mẫu sản phẩm có chữ gaming trong đó đã có sự cải tiến tốt hơn, đẹp hơn và đặc biệt giá cũng ok hơn rất là nhiều. Ví dụ điển hình nhất thì ở đây mình đang có một sản phẩm HP Pavilion Gaming 15, một thương hiệu không mới, là sự pha trộn giữa thương hiệu Omen cũ và Pavilion mới, thì nó cũng đã thổi được một làn gió mới lạ vào thị trường laptop gaming với đầy những sản phẩm mặc dù tốt thế nhưng lại có thể thiếu đi tính độc đáo và tính nhận biết thương hiệu. Về phần thiết kế trên mẫu laptop này thì được kết hợp giữa nhôm và nhựa đan xen lại với nhau. Và khu vực mà người dùng quan tâm nhất đó chính là phần bàn phím thì sẽ có một lớp phủ nhôm bên trên cho cảm giác vô cùng chắc chắn. Kết hợp với bàn phím layout quen thuộc của Pavilion thế nên cho cảm giác gõ vô cùng tốt và dĩ nhiên thì nó sẽ có duy nhất màu xanh để phù hợp với tổng thể màu sắc của máy. Còn lại đối với những thành phần xung quanh thì được đều làm từ nhựa với phần mặt trước cho tới phần mặt đáy. HP cũng đã cẩn thận hơn bằng cách phủ một lớp sơn phủ nhám giúp cho bề mặt của máy trở nên lì hơn, sờ vào mịn hơn và trông nó cũng sang hơn một chút nữa. Và ở giữa thì dĩ nhiên vẫn là logo HP vô cùng quen thuộc. Touchpad có khả năng hoàn thiện rất là tốt kể cả ở phím chuột trái và phím chuột phải. Tuy nhiên chất liệu phủ trên chiếc touchpad này có chất lượng chưa cao, cảm giác gì hơi rít một chút nếu như các bạn là một người da mồ hôi tay hơi nhiều. Trực quan mà nói thì ở trong phân khúc này, chất lượng hoàn thiện của HP Pavilion Gaming nằm ở mức tốt, không nổi bật hẳn lên thế nhưng cũng không hề thua kém những sản phẩm khác. Bàn lề được đặt ở giữa, hai bên sẽ là hai hốc tản nhiệt. Thì mình cũng đã thử stress test CPU và GPU thì mức nhiệt cho ra nằm ở mức tương đối ổn vì máy được trang bị CPU Intel Core i7-10750H 6x12 luồng, một trong những mẫu CPU hot nhất dành cho laptop cùng với card đồ họa GTX 1650 phiên bản tiêu chuẩn, 8GB RAM và 512GB SSD. Về mặt trải nghiệm thì loa sẽ cho chất lượng tốt, còn webcam sẽ ở mức vừa đủ để mọi người có thể sử dụng. Và bây giờ thì sẽ là phần trải nghiệm nội năng của máy.
Một điều tương đối lạ đó chính là mặc dù một sản phẩm mang tên mã gaming, thế nhưng tần số quét của màn hình chỉ ở mức 60Hz. Tuy nhiên, bù lại chất lượng hiển thị vô cùng ổn, với độ phủ màu lên tới 92% giải màu sRGB, 76% giải màu Adobe RGB, 45% giải màu NTSC và độ sai lệch màu thì Delta E là khoảng 2. Mình nghĩ thì về mặt tổng thể khi kết hợp các yếu tố như là cấu hình mạnh, đặc biệt là CPU, màn hình có chất lượng ổn, đầy đủ các cổng kết nối như là có USB Type-A, USB Type-C, HDMI, khe thẻ thì đây sẽ là một sản phẩm hướng tới đối tượng là người dùng cần một sản phẩm có hiệu năng mạnh mẽ để làm các công việc thiết kế cơ bản như là edit video hoặc là render các clip Full HD. Nếu như các bạn quan tâm tới sản phẩm này thì đường link dẫn thẳng tới website của Alphard mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video và click vào để ngắm qua cũng như là chọn mua sản phẩm để nhận được gói bảo hành lên tới 12 tháng tại nơi sử dụng của HP kèm gói quà tặng từ Alphard trị giá lên đến 600.000. Và đừng quên là bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.